Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của ô tô Hoàng Long. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một cuộc hành trình mới, đó là đi Nhật em. Em này không phải là em gái mưa hay là một người anh em nào, mà là một em xe Hyundai i10 bị tai nạn. Và chỉ một lúc nữa thôi thì người của bên khách hàng sẽ đến đón tôi và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến bãi giữ xe để xem em nó đã bị tai nạn như thế nào và nhận em nó về để sửa chữa và phục hồi sau tai nạn cho em nó các bạn nhé. Em nó đây rồi các bạn ạ. Vì một số lý do về bảo mật thông tin của khách hàng cũng như là không được quay phim chụp ảnh trong khu vực cơ quan chức năng nên là mình đã chạy em nó ra ngoài. Đây một số hình ảnh của em nó. Sơ sơ một số hình ảnh cho các bạn xem qua. Rồi bây giờ mình sẽ chạy xe về gara để sửa chữa. Đây, mời các bạn cùng theo dõi chi tiết hơn sau khi mình đã về đến gara của mình nhé. We'll be right back.